Xin kính chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với kênh YouTube của Sế Đẹp 88 cũng như là fanpage Facebook là Đạt 88. Thì có nhiều bác đặt câu hỏi là với cái tầm tiền khoảng tầm 200 trên dưới 200 triệu đồng thì chúng ta có thể sở hữu những cái mẫu xe dòng xe tải Kia tải 1,4 tấn như thế nào. Thì hiện tại bên salon em đang có rất là nhiều các mẫu xe đời 2009, 2010. Và đây cũng là một cái mẫu xe đời 2010 đây. Đây là một mẫu xe đời 2010 đây. Đó. Các bác đang muốn mua tầm tiền như thế nào thì có thể liên hệ em để có những cái tư vấn tốt nhất. Thì hôm nay em sẽ dành thời gian chia sẻ cho các bác về những cái mẫu xe dòng Kia K3000 tải 1,4 tấn hạ tải. Những cái dòng xe đời 2009, 2010 với cái tầm tiền trên sấp xỉ tầm giá 200 triệu các bác nhé. Thì đây trước mắt đây là hai cái mẫu xe màu xanh. Đây là cái em sẽ giới thiệu về những cái mẫu xe dòng xe K3000 này. Đây là cái dòng em chia sẻ luôn, đây là những cái dòng xe tải là 1,4 tấn hạ tải, số còn 1,1 tấn, 1,2 tấn. Những cái mẫu này thì là sử dụng hệ thống treo bằng nhíp lên cái việc cõng hàng. Ví dụ các bác có nhu cầu chở các mặt hàng như là chở trâu bò này, lợn gà, hoặc là các bác đi trên những vùng cao như là vùng đồi núi Cao Bằng, Bắc Cạn, hoặc là một số cái vùng đồi núi khác cần phải leo đèo lội suối và cần sự ổn định thì có thể sử dụng cái mẫu xe này, nó khá là phù hợp. Trước mắt các bác đây là hai cái mẫu xe, một mẫu xe biển số 18C03099 và mẫu xe biển số 35C10604. Mẫu xe biển 18C là một mẫu xe dòng xe K3000 đời 2009 các bác nhé. Với cái mức giá em được công khai luôn là 205 triệu đồng và tất nhiên các bác trực tiếp lên xem xe thì sẽ có cái mức giá tốt nhất, mức giá ưu đãi nhất và hỗ trợ nhau trong thời điểm dịch giã này. Mẫu xe này trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn rồi, đăng kiểm còn tới tháng 10 năm 2021 các bác nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết về mẫu xe này. Hôm nay sẽ chia sẻ chi tiết cho những cái mẫu xe tầm tiền trên dưới 200 triệu các bác nhé. Đây, một mẫu xe màu xanh bộ đội đây. Cái mẫu xe màu xanh bộ đội này là nó có ưu điểm so với những màu khác, đó là cái sự bền bỉ về màu sắc. Màu xanh của nó là rất bền luôn. Xe thì trang bị đầy đủ điều hòa lót sàn rồi. Ghế thì đã được bọc da các bác nhé. Ghế đã được bọc da rồi này. Đó. Bên trong của nó là ghế nỉ. Nỉ của nó nghỉ lì bên trong, được bọc da bên ngoài rồi. Để đảm bảo cái sự vệ sinh cho cái ghế nó sạch sẽ hơn. Đó. Xe thì gần như là chưa dọn rửa gì cả đâu. Đây là những cái gọi là nguyên bản nhất của nó. Cùng là thường thì em về em chỉ những mẫu xe như thế này em chỉ về rửa qua nước thôi, không phải làm thêm bất cứ gì cả. Đó, đây một góc, cái không gian hơi hẹp này em chưa thể chia sẻ. Đây một góc, đây một góc dài đó đây. Đấy, các em đã có những cái chụp những cái hình ảnh rất là chi tiết về mẫu xe này rồi. Đấy, nên các bác mà đã đang quan tâm đến mẫu này thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo là 0975 180 777, 0981 188 765 để có những cái tư vấn nó kỹ càng và sở hữu xe với cái mức giá tốt nhất các bác nhé. Đó, đây là nội thất của cái chiếc xe K3000 đời 2009. Lại không rõ, không hơi tối nữa, không thể rõ ràng nhìn nhận. Các bác có thể kết bạn Zalo thì em gửi cho các bác những hình ảnh nó sẽ cụ thể hơn và với điều kiện ánh sáng tốt nhất để các bác có thể lắm sơ bộ được. Ngoài ra thì hiện tại em cũng đang có hỗ trợ cái dịch vụ ship xe tận nhà. Nên là bác nào mà đang quan tâm hoặc là ở xa quá mà muốn mua xe thì có thể là liên hệ kết nối Zalo thì em có thể quay Zalo cho các bác này, gửi các những hình ảnh này và đánh xe cứu hộ ship đến tận nhà luôn cho bác để các bác có thể ở nhà mà vẫn nhận được xe. Đây. Rất là mất công đi hẹn lại. Có những cái đảm bảo, những cái cam kết cho các bác để các bác có thể yên tâm. Em xin được báo giá lại mẫu xe này, mẫu xe biển số 18C03099, mẫu xe dòng xe Kia K3000 đời 2009, trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn rồi, với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 205 triệu đồng các bác nhé, 205 triệu đồng. Kế bên đây là mẫu xe biển số 35C10604. Tiếp theo là mẫu xe biển số 35C10604. Đây là một mẫu xe đời 2010 với cái mức giá được chia sẻ công khai trên toàn hệ thống Zalo, Facebook
cũng như là YouTube là 215 triệu đồng các bác nhé. 215 triệu đồng cho mẫu xe dòng xe Kia K3000 đời 2010. Đó. Vì nó không gian nó không cho phép, mà tất cả những cái mẫu xe này thì em đã có những cái hình ảnh và cái video rất rất là cụ thể và chi tiết rồi. Đây này, em sẽ lướt qua, lướt nhẹ qua. Nên các bác mà đang quan tâm đến mẫu xe nào ấy, thì để lại cho em lời nhắn, để lại comment hoặc là gọi điện trực tiếp qua các số điện thoại được ghi trên màn hình, thì chúng ta sẽ cùng trao đổi, cùng thương lượng và cùng đi đến chi tiết và nhận được những tư vấn nó kỹ càng hơn cho từng mẫu xe các bác nhé. Đây là một không gian sơ bộ của mẫu xe này đây. Kia K3000 đời 2010 với mức giá là 215 triệu đồng. Một mẫu xe màu xanh bộ đội, thùng dài 3m4, sử dụng hệ thống treo bằng nhíp, đã được lót sàn rồi, với cái đăng kiểm tới khoảng tháng 9 các bác nhé, cuối tháng 9 năm 2021. Đó, chia sẻ rất là chi tiết toàn bộ thông tin cho cái mẫu xe này. Hiện tại bên em đang có rất nhiều các mẫu xe, dòng xe K3000 này, K2700 này, dòng xe K190 này, dòng xe K165 này. Hiện tại những cái dòng xe K150 đủ thì hiện tại bên em chưa có mẫu nào. Nên là anh chị em nào đang quan tâm thì có thể là liên hệ trước, có thể sau khi xe về thì em sẽ báo lại sau. Đây là toàn bộ không gian thùng xe của nó. Đây, các phần thành bên thành thùng rất là vuông vắn này. Đó, không có dấu hiệu móp méo hay gì cả. Trước đây người ta chở hàng nhẹ nhàng thôi, nên người ta không cần thiết phải lót hàng lót tôn. Xin các bạn không cần thiết phải lót sàn inox. Nó chở hàng hoa quả nhẹ nhàng, nên cả là cái thường những cái mặt hàng mà người ta phải lót sàn inox đối với những dòng xe như thế này thì thường là những cái mặt hàng chở mặt hàng như kiểu dạng dòng xe chở cái động vật, ví dụ như là trâu bò lợn gà chẳng hạn, thì nó cần cái sàn inox để đảm bảo hơn cho cái việc bảo quản cái sàn sóng của xe các bạn nhé. Đối với dòng xe K3000 thì có những cái loại sàn như là sàn sóng này, sàn phẳng này, lên tùy vào cái nhu cầu sử dụng, cái nhu cầu sử dụng và cái mong muốn của từng người thì có thể lựa chọn cho mình những cái sàn phù hợp nhất. Em xin được chia sẻ và báo giá lại mẫu xe này, mẫu xe biển số 35C10604, mẫu xe dòng xe Kia K3000 đời 2010 với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 215 triệu đồng, và tất nhiên sẽ có cái mức giá tốt hơn cho các bác khi các bác trực tiếp liên hệ qua số điện thoại là 0975 180 777, 0981 188 765. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với cả một mẫu xe đời 2011, mẫu xe biển số 29C04720, một mẫu xe màu xanh dương các bác nhé. Một mẫu xe màu xanh dương đó, màu xanh này thì phải nói là khá là được ưa chuộng. Chúng ta có thể xếp hàng như là màu trắng này là ít được ưa chuộng hơn so đến màu xanh bộ đội và xanh dương các bác nhé. Xanh dương được rất là nhiều người ưa chuộng bởi vì cái màu sắc của nó cũng như là cái độ sạch sẽ của nó. Đó. Một mẫu xe đời 2011. Đây chúng ta sẽ cùng đi vào chiếc mẫu xe này. Mẫu xe này cũng đã có hình ảnh chi tiết rồi. Đó. Ghế đã được bọc ra rồi này. Đây toàn bộ không gian. Đây khi em có một cái góc rộng hơn thì em sẽ chia sẻ cho bác cái góc không gian của cái mẫu xe K3000 này. K3000 2011, cái mức giá em được xin chia sẻ công khai luôn cho mẫu xe này là 225 triệu đồng. Và mẫu xe này còn đăng kiểm tới tháng 1 năm 2022 các bác nhé. Thùng vẫn dài là 3m4 thôi, sử dụng hệ thống treo bằng nhíp, cao hàng qua tỏi tốt, đi leo đèo lội suối rất là ok. Đó. Ghế bọc ra rồi, vô lăng thì cũng được chủ khá là chăm chút, cũng có bọc vô lăng luôn. Đây, bàn thờ táp lô đây, đó, cũng được trải thảm hết đầy đủ cả. Đó, cái chủ nhân của họ, họ không đầu tư quá nhiều vào cái phần hình ảnh, nhưng về cái phần để đảm bảo cái nhu cầu sử dụng như là bọc ghế da này, cái thảm để chân này, đó, thảm táp lô cửa này, họ cũng được trang bị rất khá là đầy đủ cho chúng ta, để chúng ta có thể vừa giữ sạch sẽ được xe, vừa tạo ứng được cái nhu cầu công việc. Đó. Xe thì cam kết cho bác là không đụng va chạm gì cả, tất cả cái giấy tờ thủ tục nó đều được đảm bảo hết. Anh em đã được kiểm tra kỹ lưỡng và check phạt nguội, check cái đăng ký đăng kiểm, kiểm tra rất kỹ lưỡng đầy đủ rồi, nên các bác có thể yên tâm khi đến với bên em. Phần tôn thành thùng đây rất là vuông vắn nhá, đã được bắn inox rồi, không có móp méo gì cả. Toàn bộ phần hệ thống sàn đây, đó, sàn sóng này,
giá sóng phẳng tắt, không có dấu hiệu của cong vênh các bác nhé. Nếu như cái việc chở hàng tải nặng quá thì có thể nhìn rõ được cái những đường cong vênh của nó đấy. Đây chúng ta phải nhìn rõ ràng đấy. Đó, chassis thì vuông vái, không cong mõng gì cả, không hàn hết gì cả. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng xe. Đây, hơi bị tối nhỉ. Cái phần thùng xe thì đã được lót sàn inox rồi các bác nhá, đã được lót sàn inox. Đó, đã được lót sàn inox rồi. Nên là các bác đã có thể tiết kiệm được một khoản chi phí nữa rồi. Lót sàn inox như thế này cũng mất tầm ít nhất khoảng 5 triệu. Nhất là 5 triệu. Đã được trang bị lót sàn inox thì chúng ta cũng có thể là tận dụng cái sàn thế, chúng ta về chỉ việc là bảo dưỡng qua xe thôi và vận tải thôi. Thế thôi. Đó. Các bác mà quan tâm đến mẫu nào để lại cho mình nhắn, để lại comment để nhận được cái tư vấn nó kỹ nhất, kỹ càng nhất nhé. Đó, Kia một lần em xin được báo giá lại mẫu xe này. Mẫu xe Kia K3000 2011, một mẫu xe tải 1,4 tấn, hạ tải xuống còn 1,1 tấn, trang bị đầy đủ điều hòa lốp xoáy lốp, với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 225 triệu đồng các bác nhé. Vừa rồi là cái chia sẻ nhanh về ba cái mẫu xe đời 2009, 2010 và 2011. Tiếp theo đây em sẽ cùng đến với cả một mẫu xe nữa, mẫu xe đời 2010. Mẫu xe dòng xe Kia K3000 đời 2010 với mức giá là 215 triệu đồng. Biển số 89C09103 các bác nhé. Đó, 09103. Cũng được trang bị đầy đủ hóa sàn rồi. Cái ghế đã được bọc da rồi. Ghế được bọc da các bác nhá, đây ghế được bọc da rồi. Các phần keo chỉ các cánh cửa còn nguyên này. Đó. Trên những cái kênh YouTube của Xế Đẹp 88 cũng như là fanpage Facebook Đạt 88 thì anh đã có những cái chia sẻ về cách xem xe rồi. Thế nên là anh chị em nào mà đang muốn tự mình xem xe thì có thể tham khảo những cái video trên đó, thì có thể tự mình bằng mắt thường thôi. Chúng ta có thể là nhìn được xem xe có bị đâm đụng va chạm hay không và có thể mua xe nó đúng với cái giá trị của nó các bác nhá. Đây, sàn đây, phần sàn sóng của nó đây. Đó, rất là vuông vắn này. Đó. Các bác có thể trực tiếp lên xem xe hoặc là online qua Zalo cũng được. Zalo, Facebook thì để có được những cái góc nhìn và những cái video nó tổng thể nhất. Đăng kiểm tới tháng 12 năm 2021. Đấy, còn đăng kiểm khá là dài. Những cái mẫu xe đời 2009, 2010 thậm chí lên tới 2013 thì hiện tại nó chỉ còn đăng kiểm là 6 tháng thôi. Nên là các bác mà đang có nhu cầu về mẫu nào ấy, thì có thể liên hệ em nhé. Đó, đây là toàn bộ phần bình bí của nó đây, không có chút móc méo cong vênh nào cả. Em nhớ không nhầm thì đây là 2010 thì phải. Có thể đôi khi nhiều xe quá, đôi khi có thể báo nhầm đời, nhưng tùy từng đời, từng mẫu xe thì từng đời sẽ có những cái mức giá nó được công khai hết rồi. Nên là ví dụ đời 2009 hay là 10 có những giá công khai hết rồi, nên là các bác có thể là yên tâm lên xem xe, sẽ không sợ mất việc. Đó, cũng đã được lót sàn rồi các bác nhé, đầy đủ lót sàn, điều hòa lót sàn rồi, với cái mức giá cho đời 2010 là 215 triệu đồng. Vừa rồi đó là những cái chia sẻ nhanh về những cái mẫu xe đời 2009, 2010. Các bác mà đang quan tâm đến cái mẫu xe như thế nào có thể liên hệ em qua số điện thoại là 0975 180 777, 0981 188 765. Ngoài ra ấy, thì em còn có thêm những cái mẫu xe thùng dài nữa. Đấy, nên là anh chị em nào mà đang quan tâm đến mẫu thùng dài thì cũng có thể liên hệ em để có những cái mức giá tốt nhất. Đây là những cái mẫu xe thùng lửng đây. Đấy, mẫu xe thùng lửng đây. Đấy. Ngoài ra thì em sẽ lướt xem qua lại một vòng nữa các bác nhé, để xem có những cái mẫu xe nào em chưa chia sẻ không. Đây những cái mẫu xe dòng xe K165 này, mới cập bến này. Đây là mẫu xe đời 2016 các bác nhé. Mẫu xe biển 14C30907 kia là một mẫu xe đời 2015 này, K165 đời 2015. Với cái mức giá là tầm 3,1. Mẫu xe của dòng Hyundai. Mẫu xe đây là mẫu xe thùng dài 4m2 đời 2003 này, với mức giá tầm 155 triệu thôi. Nhập khẩu. Đó. Trong này em còn một mẫu xe K3000 đời 2009 nữa. Với cùng mức giá là 205 triệu. Mẫu xe đây. Mẫu xe 9 đây này, là 10 này. Đây mẫu xe là 10 này, hai mẫu cạnh nhau luôn. Đây. Mẫu xe biển 16N. Đời 2009. Đấy, đây mẫu xe 16N 0640.
209 K3000, tải 1,4 tấn, hạ tải xuống 1,2 tấn. Có nhiều con chiếc, nhiều chiếc xe nó sẽ có thể là hạ tải xuống 1,1 tấn hoặc là có thể hạ tải xuống 1,2 tấn, tùy vào từng loại thôi, nó không cố định ở cái tải như thế nào đó. Đây toàn bộ không gian nó đây. Hôm qua thì em cũng vừa mới ship một chiếc xe về Quảng Ninh xong. Đây trần của nó đây, đã được làm trần rất là đẹp đẽ sạch sẽ rồi. Đây 209 với mức giá là 205 triệu đồng. Đấy, anh chị em nào mà đang quan tâm thì có thể là liên hệ em nhé. Đăng kiểm tới chưa đăng kiểm, sắp hết đăng kiểm rồi. Tháng 9 thì phải, hiện tháng 9. Ghế bọc da rồi. Cái không gian nó không được cho phép, nhưng cái mẫu xe này em đã có hình ảnh chi tiết rồi, nên là các bác cứ liên hệ em để em gửi cho nhé. Cạnh đấy em có một mẫu xe là 210 nữa, biển 35C. 35C, mẫu xe này hình như em không nhầm, có video rồi thì phải. Hình ảnh thì có sẵn sàng rồi. Đó, đây. 210 đây. Với cái mức giá là 215 triệu đồng các bác nhé. 35C 02489. Đó. Hôm nay em chia sẻ rất là chi tiết về những cái nhóm xe dòng xe Kia K3000 đã 209 210 tầm tiền 200 triệu. Là anh em nào mà quan tâm đến mẫu nào thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0975 180 777 0981 188 765 để có những cái tư vấn và những hình ảnh và cùng nhau thương lượng và sở hữu những cái mẫu xe với cái mức giá nó tốt nhất và ưu đãi nhất các bác nhé. Vừa rồi đó là những cái chia sẻ và báo giá những dòng xe Kia K3000 tầm tiền 200 triệu. Các bác mà đang quan tâm đến mẫu xe nào, vui lòng liên hệ em qua số điện thoại để ghi trên màn hình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video chia sẻ và báo giá hôm nay. Các bác mà đang quan tâm đến những cái mẫu xe tải từ 1 tấn 25 cho tới 8 tấn thì liên hệ em để được sở hữu xe với cái mức giá ưu đãi và tốt nhất. Cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ và báo giá lần sau.